Đây hiện tại là mình đang đứng tại trước cái cổng chùa nha mọi người. Chùa này thì có cũng từ rất lâu nha mọi người, nên nó hơi phong cách cổ xưa mà kiểu hơi cũ tí. Thích Huệ Đăng nha mọi người, khai sơn tổ đình Vĩnh Trường năm 1849 ha. Đây mình đang bắt đầu bước lên tượng nha mọi người. Phía trên là tượng Phật Di Lặc rất bự luôn, rất to luôn nha mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại kênh mình nha. Hiện tại mình mới vừa tới được chùa Vĩnh Trường nha mọi người. Đây là cái cổng phía trước đây. Thôi giờ anh em sẽ bắt đầu đi vô thôi. Đây mình đang đi xung quanh cái tượng Mẹ Quan Âm nha mọi người. Rất lớn luôn, rất cao to luôn nha mọi người. Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp luôn. Đây hiện tại mình đang đứng trước tượng Phật nha mọi người. Đây tượng Phật rất to luôn. Đây là phía sau cái tượng Phật nè mọi người. Đây mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem cái tượng Phật phía sau. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vô cổng thôi. Nắng quá. Chị ơi, mấy anh đây chứ nghe. Đây đầu tiên mình vô thì có cái tượng Phật nha mọi người. Ở quay cái phía sau ông tổng rồi nè. Tiếp theo có sen tiếng nè. Là chùa phong cách cổ xưa nha mọi người. Ở đây có vị Hoàng thượng Thích Huệ Đăng nha mọi người, khai sơn tổ đình Vĩnh Trường năm 1849 ha. Trụ trì đầu tiên của tổ chùa Vĩnh Trường nha mọi người. Thôi giờ mình sẽ bắt đầu đi vô tượng Di Lặc thôi. Nghĩ ra xa xa lấy tượng Phật Di Lặc nè. Đây mình đang bắt đầu bước lên tượng nha mọi người. Phía trên là tượng Phật Di Lặc rất bự luôn, rất to luôn nha mọi người. Tiến gần gần vô nhà. Anh em biết trên đó cho lên không à?
Thôi hình như cho lên thì vậy thôi, thấy có cầu thang á. Đây có đường rồi đây. Đây kiếm rồi có chỗ lên rồi. Trong này như có đường mà đóng cửa hay nghe. Cũng có tòa hát rồi nè. Tiếp theo là mình đang tiến tới vị Phật nằm nha mọi người. Để quay vị Phật nằm mình coi nha. Đây mình đang tiến lại gần vị Phật nằm. Đây nghe lấy góc quay vị Phật nằm cho đẹp nha. Nếu quay cái tượng Phật nằm này có tên nha. Đây tượng Phật nằm này có chú Phật Đảnh Tôn Hắn Đà La Ni nha mọi người. Và tiếp theo mình sẽ bắt đầu vô ngôi tháp này thôi. Nghĩa lấy góc quay ngôi tháp đẹp nha. Đây, phía trong đây là chánh điện nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xung quanh có gì nha mọi người. Ok. Đây là phía sau của người hát nha mọi người. Hát cũng cao cũng ngang ngửa chứ mấy chỗ kia ha. Đây là phía sau nha mọi người. Đây sao trồng nhiều cây sake quá ha. Này thấy cũng đông ghê. Đây hiện tại là mình đang đứng tại trước cái cổng chùa nha mọi người. Chùa này thì có cũng từ rất lâu rồi nha mọi người, nên nó hơi phong cách cổ xưa mà kiểu hơi cũ tí. Nghĩa quay qua được mấy này nha. Đây phong cách thì đúng xưa luôn nha mọi người. Không biết cho mình vô đây không ha. À, đây mình đang Thôi Nghĩa qua quay cái tượng mẹ Quan Âm bên đó luôn trên. Đây
nãy mình đi mé tay trái, giờ mình sẽ bắt đầu đi mé tay phải nha mọi người. Rồi quên ha. Ở đây có tượng Quan Âm cũng rất to luôn nha mọi người. Để quay có người hấp cổ gì nè. Chùa này có từ 1846 mà. Mấy này mấy tháp của mấy người ta mất á. Mọi người coi. Còn lâu năm mà nên cổ đóng gông luôn. Cá gì nghe. Nè có ngớp không? Ngớp rồi nghe. Cá màu vàng nghe. Nó giống như cá la hán rồi, phải không? Cái đầu nó cũng phù phù bự lên, nu lên. Ngắt à. Vô chánh điện, vô cho không? Vội dép vô ha. Rồi, cho mang dép mà phải không? Cho mang dép không ta? Hay bỏ dép. Cái này chắc cũng lâu lắm rồi ha. Không đợi nón mập á. Vô trong luôn. À, vô. Cổ mà, đi vô ha. Bỏ nón băng đá đi. Gà nha. Mấy bộ gỗ này chắc cũng xưa lắm ha. Đây người Mỹ. Đây có đoàn du lịch người nước ngoài nha mọi người. Người nước ngoài đi quá trời luôn. Video mình xin kết thúc tại đây nha mọi người. Đây là mình về Ân Nghĩa, mới vừa đi giáp của chùa Vĩnh Tràng nha mọi người. Đây là Phật Di Lạc. Thôi giờ video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn mọi người vào những video sau. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh anh em tụi mình nha. Tạm biệt.